Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập cuối chương 2 nằm trong sách giáo khoa toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài tập số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân. Câu A này. Ở đây sẽ làm phần cô sẽ tính ra, còn bên này sẽ là ghi kết quả nhé. 5 trên 16 thì 5 không chia được cho 16 và chúng ta sẽ ghi 0, thêm 0 được sẽ là 0 phẩy, đúng không? Đúng không nào? 50 chia cho 16 thì chúng ta sẽ được là 3, đây sẽ thành 48, 48 là còn 2 này. 20 chia cho 16 được 1 này. 1 này chúng ta sẽ còn là 4. 40 chia cho 16 thì chúng ta sẽ được kết quả là 2, đúng không nào? 2 là thành còn 8. 80 chia cho 16 chúng ta sẽ được là 5. Đấy sẽ thành hết. Được chưa nào? Đó. Vậy thì 5 phần 16 sẽ bằng 0,3125, đúng không nào? Đó, 0,3125. Thì đấy chính là câu A. Câu B. Trừ 7 phần 50, vậy chúng ta sẽ lấy là 7 chia cho 50 này. 70 mới chia được cho 50, đúng không nào? 70 chia 50 được 1, vậy đây chúng ta còn 20. 200 chia cho 50 chúng ta được 2. Đó. À, được 4, cô xin lỗi. Vậy thì chúng ta được 7 phần 50 sẽ là 0,14. Vậy thì trừ 7 phần 50 sẽ là trừ 0,14. Câu C của chúng ta là 11 phần 40. Vậy ta sẽ có là 11 chia cho 40 này. 110 chia 40 thì chúng ta sẽ được là 110 chia 40 là 3 thì thành 120 rồi. Đây là 2. 80 vậy ta sẽ còn là 30, đúng không nào? 300 chia cho 40 thì chúng ta sẽ được là 7, đúng không nào? 7 là 280 và đây còn 20. 200 chia cho 40 chúng ta được 5. Vậy 11 phần 40 sẽ là 0,275. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta có là 9 phần 200. 9 chia cho 200. 90 không chia được cho 200 này, thêm một số 0 nữa, vậy ta phải thêm 0 ở đây. Đó. 900 chia cho 200 ta được 4. Vậy đây còn 100. 1000 chia cho 200 chúng ta được 5. Vậy đây sẽ được là 0,045. Vậy đây là ý A của chúng ta. Ý B. 1/7, đúng không nhỉ? 1 chia cho 7, 10 mới chia được 7 này. 10 chia 7 ta được 1 là còn 3. 30 chia 7 là chúng ta được 4 là còn 2. 2 chia cho 20 chia 7 chúng ta sẽ được 2 là còn mấy nhỉ? 20 chia 7 là chúng ta sẽ được là 2. 2 nhân 7 là 14 và đây còn 6. 60 chia cho 7 thì chúng ta sẽ được là 7 nhân 7 là 49, 7 nhân 8 56. Và đây là 8 này. 8 này chúng ta sẽ 56 và đây còn 4. Đúng không nào? Đó. 40 chia 7 thì chúng ta sẽ được là 5. Được chưa? Đó. 5. 5 là 35. 35 này đây còn 5. Được chưa nào? Đấy, còn 5. 50 chia cho 7 thì chúng ta sẽ được là 6. 42 là còn 8. Đúng chưa nào? Đấy, 80 chia cho 7 chúng ta được là 8 lúc này 8 5 6 này. Vậy đây sẽ phải là 7 đúng không nào? 49, 49 là còn 1. Vậy lúc này 1 của chúng ta nó lại quay trở lại cái vòng lặp ban đầu. Ok chưa? Quay trở lại vòng lặp ban đầu. Vậy đây sẽ là cái chu kỳ của chúng ta. Vậy 1/7 sẽ là 0,142857. Được chưa nào? Đó. Tiếp theo 1/11. Thế thì 1/11 thì chúng ta sẽ chia này. 1 chia cho 11 thì 10 vẫn chưa chia được cho 11, vậy sẽ phải là 100, đúng không nào? 100 chia cho 11 thì ta được 9 này. 99, 100 là còn 1. Lại quay trở lại vòng lặp 0, đúng không nào? Không, không, không được này.
nó lại quay trở lại cái vòng lặp ban đầu của chúng ta, lại là 9 tiếp, đúng chưa nào? Đó, đây là 0, 0 này, tại vì phải thêm một số 0 nữa. Vậy 0 đây thì còn 9, lại quay trở lại vòng lặp ban đầu, lại là 0,9. Vậy thì 1/11 sẽ là 0,09, đấy chưa nào? 0,09. Đó, tiếp theo 3/13, gần như đây sẽ là các số thập phân vô hạn tuần hoàn, đúng không nào? 3 chia cho 13 0 này, 30 chia cho 13 chúng ta được là 2, 6 là 4 này. Đấy, 40 chia cho 13 chúng ta được là 3 là 39 là còn 1 này. 10 thì không chia được cho 13, đúng không nào? Đó, phải thêm thành 100. 100 chia 13 chúng ta được 7 đi nào. 7 là 91, 91 là thành 10. Đấy. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ được là 91. 91 là còn 9 chứ, đúng không nào? Vậy nó sẽ còn chấm chấm chấm. Miễn chúng ta sẽ tìm được cái số thập phân vô hạn tuần hoàn đấy, và cô sẽ chỉ ghi là 0,2307 chấm 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 thôi, được chưa nào? Tiếp, trừ 5/12 thì chúng ta sẽ thấy là 5 chia cho 12 này, 50 chia 12 thì chúng ta sẽ được là 4, đây là 48 là còn 2. 20 chia cho 12 thì ta sẽ được là 20 chia 12 ta được là 1. 1 đây là còn 8. 80 chia cho 12 còn 8, đúng không nào? 1 ở đây là 12 là thành 8 này, 6 này. Vậy chúng ta sẽ được là 6. 6 thì thành là 72, đúng không nào? Lại còn 2 tiếp, đúng chưa? Lại thành 20. 20 chia 12 là 1, lại còn 8. Vậy đây bắt đầu đây sẽ là cái vòng lặp của chúng ta, được chưa nào? Vậy thì cái này nó sẽ được là trừ 0,416, đóng bừng ngoặc. Đó, thì đấy chính là câu B của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 2. Bài số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Hai số 3,4 mở đóng bừng ngoặc 2, tức là có chu kỳ là 42, đúng không nào? Đấy. Và 3, đóng bừng ngoặc 42 có bằng nhau hay không? Vậy chúng ta sẽ cần ghi nó triển khai ra là 3,4 đóng bừng ngoặc 24 sẽ bằng 3,4 này, 24 này, 24 này, 24 này, chấm chấm chấm, đúng không nào? Và 3,42 thì sẽ thành là 3,42 này, 42 này, 42 này. Thì chúng ta quan sát thấy nhé, nếu như chúng ta lấy chu kỳ là đây 42, 42, 42 thì đằng sau cũng sẽ là 42. Vậy cái này ta có thể ghi thành 3 với chu kỳ là 42. Cái này hoàn toàn là chúng ta bỏ qua cái số đầu tiên là 3,4 trước, 24, 24 thì đằng sau 24, 3,424. Tức là 3,424 nó sẽ bằng với 3,42. Hay chúng ta có thể đưa ra được một cái công thức tổng quát, đấy là A,BCD sẽ bằng A, đây là CB đúng không nào? A,BC, được chưa nào? Đó, thì đấy chính là bài số 2 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 3. Căn của 91 bằng căn của 49 bằng, 49 thì rất là dễ rồi, thì nó chính là bằng 7, đúng không nào? Căn của 12 mũ 2 thì nó chính là căn của 12 tất cả mũ 2 này, và bằng 12. Căn của trừ 4 mũ 2 thì cái này chúng ta đã có lưu ý hồi học về căn bậc 2 rồi, thì nó chính là căn của 4 mũ 2 và ta ra được là bằng 4. Duy nhất có căn 91 thì chúng ta không nhẩm được nó bằng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tính. Ra là 9,5393920... Được không nào? Thì đó chính là bài số 3 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 4. Trong các phát biểu sau, để phát biểu nào là phát biểu đúng, phát biểu nào phát biểu sai, nếu sai thì hãy sửa lại cho đúng. Câu A, căn 9 thuộc vào Q là một phát biểu đúng, tại vì căn 9 của chúng ta thì chính là bằng 3, đúng không nhỉ? Câu B, căn 5 thuộc vào R, đây là một nhận định đúng, được chưa nào? Câu C, 11/9 không thuộc R, đây là một nhận định sai, và chúng ta sẽ sửa lại thành là 11/9 sẽ thuộc vào R, hoặc là 11/9 này sẽ thuộc vào tập hợp số hữu tỉ là Q, đúng không nào?
Đó. Tiếp này, câu D. Trừ căn 7 thuộc vào R thì đây là một nhận định đúng. Hoặc là chúng ta có thể ghi là trừ căn 7 thuộc vào tập hợp số vô tỉ là y, đúng không nào? Thì đó là bài số 4 của chúng ta. Chúng ta đến với bài số 5. Tìm x biết x trừ đi 5 mũ 2 bằng 64. Và ta thấy rằng là 64 này của chúng ta thì nó chính là 8 mũ 2, đúng không nhỉ? Thế tuy nhiên cái này nó sẽ phải có hai trường hợp. Trường hợp 1 đấy là x trừ 5 bằng 8. Và trường hợp số 2 đấy là x trừ 5 bằng trừ 8. Tại vì 8 hay là âm 8 mũ 2 lên thì đều ra 64. Lúc này x sẽ bằng 8 cộng với 5 và x bằng 13. X bằng trừ 8 cộng với 5 và x sẽ bằng trừ 3. Được không nhỉ? Vậy tập nghiệm. Vậy x sẽ thuộc vào tập là 13 và trừ 3. Được chưa nào? Thì đó là bài số 5. Chúng ta chuyển sang bài số 6. Dân số thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8.993.083 người. Hãy làm tròn đến hàng nghìn. Chúng ta thấy là 8.993.083. Thì đây chính là hàng mà chúng ta cần làm tròn. Đằng sau hàng này là số 8 lớn hơn 5. Vậy ta sẽ suy ra kết quả này sẽ xấp xỉ 8993100. Được chưa nào? À đây là hàng trăm, cô xin lỗi. Nên cô sửa lại một chút này. Hàng nghìn của chúng ta là số 3 này. Được chưa nhỉ? Vậy thì đằng sau 3 là 0, nhỏ hơn 5. Vậy chúng ta sẽ làm tròn thành 8993000. Được chưa nào? Thì đấy là bài số 6. Ta đến với bài số 7. Làm tròn đến hàng phần 10 giá trị của biểu thức này theo hai cách như sau. Biểu thức của chúng ta là A bằng 54,11 nhân 6,95 trên 26,15. Cách 1 của chúng ta làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được. Đó. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ làm tròn số trước thì chúng ta sẽ làm tròn đến hàng lớn nhất, đúng không nào? 54,11 thì sẽ xấp xỉ là 50. 6,95 thì sẽ xấp xỉ là 7. 26,15 thì xấp xỉ là 30, đúng không nào? Vậy thì A này sẽ bằng 5 xấp xỉ là 50 nhân với 7 trên 30. Vậy ta sẽ được là 10 không rút gọn không này. 35/3. Và 35/3 chúng ta thấy là 35/3, đúng không nào? Mình có thể nháp một chút nhé. 35/3 này được 1 này. 5 này vẫn là 1 này, còn 2 này. 20/3 là chúng ta sẽ được là 6, còn 2. 20/3 6, vậy 666 sẽ lặp lại như vậy. Vậy nên sẽ được là 11, đóng mở ngoặc 6, đúng không nào? Thì đấy chính là cách thứ nhất. Cách thứ hai đấy là chúng ta sẽ thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được. Vậy ta sẽ được là A bằng 54,11 nhân 6,95 trên 26,15. Vậy ta sẽ bấm máy tính để có được kết quả này. Phân số này, 54,11 nhân 6,95 dưới mẫu là 26,15 bằng 14,38105... Đúng không nào? Đó. 14,38105... Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ được là lúc này nếu như chúng ta làm tròn đến hàng phần 10 thì sẽ được là xấp xỉ 14,4. Nó khá là lệch so với cả khi mà chúng ta làm tròn đến hàng lớn nhất, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên thì thay vì làm tròn đến hàng lớn nhất này. Đó, tại vì ở đây đề bài không yêu cầu chúng ta làm tròn đến hàng nào. Vậy thì theo như cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học trong cái phần làm tròn số, chúng ta sẽ làm tròn đến hàng lớn nhất, đúng không nào? Đấy, thì cô có thể làm tròn đến hàng hàng phần 10 như sau. Đấy. Đấy là 54,11 thì sẽ xấp xỉ là 54,1 này. 6,95 thì cũng sẽ xấp xỉ là 7 này, đúng không nào? Đó.
26,15 thì sẽ xấp xỉ là 26,2 này. Vậy thì A lúc này nó sẽ xấp xỉ là 54,1 nhân 7 trên 26,2. Đúng không nào? Nó sẽ được là 54,1 nhân 7 chia 26,2. Và 14,45 chấm chấm chấm. Và nó sẽ xấp xỉ là 14,5. Được chưa nào? Thì đó chính là bài số 7 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 8. Bài số 8 của chúng ta có nội dung như sau. Điểm kết quả môn toán của Bích trong học kỳ 1 như sau. Điểm đánh giá thường xuyên là 6, 8, 8, 9. Điểm đánh giá giữa kỳ là 7, điểm đánh giá cuối kỳ là 10. Hãy tính điểm trung bình môn toán và làm tròn đến hàng phần 10. Vậy thì ở đây chúng ta có cách tính điểm trung bình môn toán. Đấy là điểm thường xuyên thì sẽ nhân hệ số 1, điểm đánh giá giữa kỳ thì nhân hệ số 2, còn điểm đánh giá cuối kỳ thì sẽ nhân theo hệ số 3, đúng không nào? Đó. Vậy thì sau đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau chia cho cái tổng hệ số đó, tổng các số. Ở đây chúng ta sẽ được là điểm trung bình môn toán của Bích là 6 này cộng 8 này cộng 8 này cộng 9 này cộng 7 nhân 2 này cộng với 10 nhân 3 này. Và ta sẽ được là 1 này cộng 1 này cộng 1 này cộng 1, đây là hệ số của điểm thường xuyên, cộng hệ số của điểm giữa kỳ, cộng hệ số của điểm cuối kỳ. Vậy sau đấy ta bấm máy tính này. 6 cộng 8 cộng 8 cộng 9 cộng 7 nhân 2 cộng 10 nhân 3 bằng 75 phần 47 là 9 này. Đấy, chia 9 này. Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn đúng không nào? 8,3 đóng mở ngoặc. Vậy làm tròn đến hàng phần 10 thì chúng ta sẽ được là 8,3. Đó, thì đấy chính là bài số 8 của chúng ta. Vừa rồi thì cô và các bạn đã cùng nhau giải các phần bài tập nằm trong bài tập cuối chương 2 sách giáo khoa toán 7 của sách Chân Trời Sáng Tạo. Để xem thêm lời giải của các bài tập khác, các em hãy truy cập vào trang web lời giải hay.com nhé. Chúc các em học tốt!